Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng đã phân cấp cho các địa phương tổ chức thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, tránh tụ tập đông người nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tùy theo tình hình thực tế, việc thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay được phân cấp cho các địa phương, không tổ chức các đoàn đông người, đảm bảo hỗ trợ đầy đủ, không bỏ sót đối tượng, đồng thời vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch an toàn. Các hoạt động 27 tháng 7 thì như thường niên, nhưng mà trong tình hình dịch bệnh này thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp theo cái phù hợp theo cái tình hình dịch bệnh. Ví dụ như là thăm hỏi gia đình chính sách thì có thể là phân cấp cho các địa phương để thăm hỏi gia đình chính sách cụ thể sát hơn và ít người đi hơn, tạo điều kiện cho cái nhiều đối tượng được đi thăm nhưng mà cái tình hình chống dịch bảo đảm hơn. Thành phố tặng quà mức 1,5 triệu đồng một trường hợp đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mất sức lao động từ 81% trở lên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng tốt mức 2 triệu 923.000 đồng trở lên, trừ chồng bà mẹ Việt Nam anh hùng tặng quà 800.000 đồng. Thân nhân một liệt sĩ hưởng trợ cấp 1 triệu 624.000 đồng, thương binh loại 2, 3, 4 đang hưởng trợ cấp, thương binh loại B, bệnh binh 2/3, 3/3, tặng mức quà 600.000 đồng. Đối với trường hợp thờ cúng liệt sĩ từ 1 đến 7 liệt sĩ, mức quà tặng từ 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng một trường hợp. Mức quà thì cũng như năm 2020, thì của Hội đồng dân quy định như vậy thì chúng tôi thực hiện như thế. Năm 2021 này là đặc biệt, sẽ có sơ kết 3 năm thực hiện cái chỉ thị 14 của Ban Chấp hành Trung ương về hỗ trợ người có công, và Ủy ban dân có các kế hoạch trước đây sơ kết 3 năm, kế hoạch là 104 của Ủy ban dân triển khai vấn đề này. Trên địa bàn thành phố cũng có 22.886 đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng. Như vậy, năm nay, Đà Nẵng có hơn 50.000 người có công với cách mạng được nhận quà với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.